Xin chào các em đã đến với bộ môn khoa học tự nhiên 6. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của bài học tiếp theo. Nấm rơm là một loài thực phẩm rất gần gũi, có hàm lượng dinh dưỡng cao. Từ nấm rơm chúng ta có thể tạo ra rất nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng. Vậy nấm rơm được bà con nông dân trồng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ thuật trồng nấm. Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu. Để trồng nấm rơm chúng ta cần phải chuẩn bị nguyên liệu như là rơm dạ, bã mía, bẹ chuối khô, mùn cưa. Nhưng phù hợp nhất chính là rơm dạ, chính là toàn bộ cơ thể của cây lúa. Phần gốc chúng ta được gọi là dạ, còn thân và lá lúa được gọi là rơm. Nhưng các em cần lưu ý tất cả những nguyên liệu trên phải được hoai mục. Nhiều bạn sẽ không hiểu hoai mục là gì. Hoai mục là cách tạo thành phân hữu cơ, được thực hiện bằng phương pháp đó chính là ủ xác thực vật thành chất hữu cơ có ích cho cây trồng. Điều quan trọng là mầm bệnh, hạt cỏ có trong xác thực vật sẽ được loại bỏ hoàn toàn trước khi bón cho cây. Để hoai mục rơm, chúng ta sẽ sử dụng loại rơm khô ngâm với nước vôi. Cách xử lý nước vôi như sau. Chúng ta sẽ sử dụng đó chính là tỷ lệ 3 kg vôi hòa cùng với 100 lít nước. Ngâm rơm vừa đủ ngập, mục đích là để diệt nấm tạp, tẩy rửa chất phèn, chất mặn có trong rơm dạ. Thời gian ngâm trong nước vôi từ 20 đến 30 phút, sau đó chúng ta sẽ vớt ra để ráo nước, rồi chất thành đống với chiều rộng từ 1,5 đến 2 mét, chiều dài từ 4 đến 8 mét, cần dậm nhẹ cho rẽ và lấy ni lông hoặc là rơm, lá chuối phủ xung quanh để giữ ẩm, giữ nhiệt. Lưu ý là quá trình ủ rơm sẽ làm cho đống ủ tăng nhiệt độ rất cao. Khi đống ủ tăng nhiệt độ sẽ đốt chết nhiều vi sinh vật, mầm sâu bệnh và các hạt cỏ dại. Chúng ta cần phải cẩn trọng khi kiểm tra tránh bị bỏng da. Thời gian ủ là từ 5 đến 6 ngày trong thời gian đầu sau khi chất đống. Từ 2 đến 3 ngày chúng ta sẽ chở rơm một lần. Nếu rơm quá ướt, cần giảm bớt những dụng cụ đậy bên ngoài. Còn nếu rơm bị khô, cần bổ sung thêm nước vôi với tỷ lệ 3 kg vôi với 100 lít nước, tưới vừa đủ. Đến ngày thứ 5, thứ 6, chúng ta sẽ kiểm tra lại đống rơm. Nếu rơm đủ ướt, khi chúng ta vắt vài cọng thì thấy nước nhỏ vài giọt là tốt nhất. Rơm đã ủ phải đạt điều kiện như sau. Thứ nhất, rơm dạ mềm hẳn. Thứ hai, có màu vàng tươi. Thứ ba, có mùi thơm đặc trưng của rơm dạ khi lên men. Sau khi rơm hoai mục đạt tiêu chuẩn, khi đó chúng ta sẽ thấy đống rơm ủ sẽ xẹp xuống, chiều cao lúc này chỉ khoảng 0,8 đến 1 mét. Lúc này chúng ta có thể lấy rơm ra để trồng nấm. Bước 2. Chọn vị trí trồng nấm. Lúc này chúng ta phải chọn vị trí tránh ánh nắng chiếu trực tiếp để không làm ảnh hưởng tới nấm. Chọn nơi thoáng mát, sạch sẽ. Bước 3. Chọn giống nấm, đóng khuôn và neo giống nấm. Đây chính là khâu quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất trồng nấm. Chọn meo giống tốt, đủ tuổi, không nhiễm tạp khuẩn sẽ cho năng suất cao và chất lượng nấm tốt. Giống nấm phải có các sợi tơ trắng trong. Sau đó xếp mô hoặc rắc meo giống. Sau đó lấy rơm trong đống đã ủ, dỡ bỏ lớp rơm bên ngoài. Lấy rơm đã ủ bên trong mang đi xếp mô trồng nấm. Bước 4. Chăm sóc nấm. Mỗi ngày tưới nước một lần, sao cho khi chúng ta nắm rơm thì nước phải bám qua kẽ tay nhưng không được nhỏ giọt. Bước 5. Thu hoạch. Thông thường sau 7 đến 10 ngày sau khi rắc giống nấm thì sẽ có thể thu hoạch nấm được. Thời điểm hái nấm, thu hái mỗi ngày 2 lần. Lần thứ nhất vào buổi sáng sớm trước 6 giờ, thu hái lần 2 vào khoảng từ 14 giờ cho tới 15 giờ chiều. Các em có biết tại sao người ta không trồng nấm trên đất mà phải trồng nấm trên rơm dạ hay không? Chính là vì nấm rơm có thể... Thực ra nấm rơm có thể trồng trên đất nền khác nhau như là đất ruộng, rẫy, vườn cây hoặc trong nhà, nhưng phải với điều kiện là thoát nước tốt, không bị ứ đọng và nơi trồng ít chịu ảnh hưởng của sức gió mạnh. Nấm rơm thì thường mọc trên các giá thể ẩm nên thường được trồng trên rơm dạ
để dễ chăm sóc, dễ xử lý bệnh và khi chăm sóc tưới nước không bị ứ đọng gây hỏng nấm. Đó chính là lý do tại sao mà những người nông dân lại thường sử dụng rơm dạ để trồng chứ không trồng trên nền đất. Có ý kiến cho rằng môi trường trồng nấm rơm tốt nhất là ở gần những địa điểm có chăn nuôi gia súc gia cầm. Vậy theo em thì ý kiến trên là đúng hay sai? Ý kiến trên hoàn toàn sai các em nhé. Vì những địa điểm chăn nuôi gia súc gia cầm thường có những chất thải, nguồn gió tạo nên mùi khó chịu hoặc mầm bệnh, vi khuẩn. Từ chuồng trại có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của nấm. Những địa điểm có chăn nuôi gia súc gia cầm thì thường dễ bị ô nhiễm, khuôn viên mất vệ sinh, ẩm thấp là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc và các loài vi khuẩn gây bệnh phát triển, từ đó sẽ làm giảm năng suất và chất lượng của nấm rơm. Môi trường trồng nấm rơm phải đảm bảo sạch sẽ, khô ráo, cao ráo, bằng phẳng, không bị ngập úng, tránh những nơi chăn nuôi, khu vực có chất thải, nước thải sinh hoạt. Chúng ta cần lưu ý khi chúng ta tưới nấm, phải sử dụng nguồn nước sạch như nước sông, mương, nước giếng khoan. Tránh tưới nước nhiễm phèn, mặn hoặc bị ô nhiễm, hôi thối. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu xong các kỹ thuật trồng nấm rơm. Và như chúng ta đã biết, nấm rơm là loài thực phẩm rất ngon và bổ dưỡng. Ngoài nấm rơm ra thì chúng ta còn một loại nấm, đó chính là nấm men, được ứng dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực của đời sống. Cô lấy ví dụ như trong sản xuất bia, bánh mì, lên men rượu. Hoặc nấm men được ứng dụng trong nước tương, nước mắm. Khi sản xuất nước tương, nước mắm có thể thêm thành phần nấm men được chiết xuất sẽ giúp làm dịu đi cái vị chát của muối và loại bỏ mùi tanh khó chịu của cá. Từ đó mang lại hương vị nước mắm, nước tương thơm ngon hơn, nước mắm sẽ tròn vị và rất đậm đà. Ngoài ra, nấm men còn được ứng dụng trong sản xuất mì gói. Nấm men khi dùng để ăn với mì gói sẽ tạo cảm giác tô mì thơm ngon hơn, ngọt nước hơn. Nấm men được ứng dụng trong sản xuất hạt nêm. Trong quá trình sản xuất hạt nêm, nấm men được bổ sung từ 1 đến 5% giúp cho vị ngọt của đạm trong hạt nêm sẽ tăng lên đáng kể. Chiết xuất của nấm men còn có thêm chức năng là làm tròn vị trong sản phẩm. Nấm men dùng để sản xuất các loại bánh. Trong sản xuất các loại bánh thì nấm men không thể thiếu trong quá trình lên men. Với một lượng nấm men phù hợp sẽ làm cho bánh có vị ngon, thơm hơn. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu xong bài học ngày hôm nay. Để củng cố nội dung bài học, các em hãy cùng với cô trả lời một số câu hỏi sau đây nhé. Câu 1. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt nấm đơn bào, nấm đa bào, nấm đảm, nấm túi, nấm độc và nấm không độc? Các em hãy lấy ví dụ. Để phân biệt nấm đảm và nấm túi, chúng ta sẽ dựa vào đặc điểm cơ quan sinh sản của nấm. Ta có thể phân biệt nấm đảm có đàm bào tử, ví dụ như nấm hương. Còn nấm túi có túi bào tử, ví dụ như nấm men và nấm cốc. Còn phân biệt nấm ăn được và nấm không ăn được thì chúng ta sẽ dựa vào đặc điểm cấu tạo cây nấm. Nấm có đủ các thành phần thể quả, ví dụ như mũ, phiến nấm, cuống nấm, vòng cuống nấm và bao gốc nấm. Đặc biệt, những loại nấm có đầy đủ vòng cuống nấm, bao gốc nấm thường sẽ là nấm độc và chúng thường có màu sắc sặc sỡ. Nấm không độc thì thường sẽ thiếu một số các thành phần trên, như là thiếu phần chân nấm hoặc là thiếu phần cổ nấm, ví dụ như nấm rơm. Còn phân biệt nấm đơn bào và nấm đa bào thì chúng ta sẽ dựa vào cấu tạo của tế bào. Nấm đơn bào chỉ có một tế bào, còn nấm đa bào có hệ sợi nấm được cấu tạo từ nhiều tế bào. Dựa vào những kiến thức mà chúng ta đã học, em hãy làm một bộ sưu tập về nấm. Để làm một bộ sưu tập về nấm thì các em cần thực hiện những bước sau đây. Bước 1. Quan sát và nhận dạng một số loại nấm, địa y qua tranh ảnh sách giáo khoa. Bước 2. Sưu tập tranh ảnh các loại nấm trong tự nhiên, các loại địa y mọc trên cây. Bước 3. Dán ảnh trên bìa cứng. Bước 4. Nêu vai trò của nấm. Bước 5. Cho mẫu vào trong hộp trong, trang trí theo chủ đề. Các em cần lưu ý, ảnh nấm nên mô tả đầy đủ các bộ phận chân nấm, cuống nấm, mũ nấm và các bộ phận khác. Sau đó các em dán nhãn tránh nhầm lẫn các ảnh. Có thể vẽ các loại nấm để làm bộ sưu tập. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.
Các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của những bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.